Có một trường hợp rất gặp trên lâm sàng cũng như đang ngồi khám bệnh, thì chị hay anh gọi: "Đại ơi, trời ơi, anh bị u gan rồi, em làm gì giúp anh đi?" Cái bác sĩ Đại nói: "Chứ anh ơi, anh chụp cho em kết quả siêu âm thử coi." Thì khi chụp kết quả siêu âm thì bác sĩ siêu âm nghĩ nhiều đến một u lành mạch máu ở gan rất thường gặp trên lâm sàng, gọi là hemangioma gan, nó thể nằm bên phải hoặc là nằm bên trái, thường nằm bên phải, thường gặp ở nữ nhiều hơn nam và thường gặp sau khi phụ nữ người ta sinh con hoặc là ta có thai, lúc đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Như vậy thì u máu là gì? Một u máu là một cái u lành tính ở gan, là do các mạch máu nó cuộn lại, thành một cục, nó tạo nên một cái u. Và sau khi nếu như phụ nữ có mang thai thì lúc đó thì cái u nó cứ càng ngày nó sẽ càng bự hơn, là người ta nghĩ nhiều đến một cái kích thích về estrogen. Thì vậy nếu như phát hiện một cái u máu hay một cái u nào đó ở trong gan mà nghĩ nhiều u máu, thì tiếp theo thì chúng ta cần phải làm gì? Nếu như rõ ràng u máu vậy thì nhưng chúng ta cần phải kiểm tra cho phải chẩn đoán phân biệt với một cái u khác, thì CT scan bụng có cản quang là điều cần thiết nên làm. Rồi nếu như loại trừ tất cả những ác tính thì u máu thì chúng ta có thể sống với nó hoàn toàn bình thường, là nếu như nó sẽ to lên cẩn thận và siêu âm lại khi chúng ta phụ nữ nó có thai, hoặc là nó bắt đầu có estrogen nó biến đổi. Thì thông thường chúng ta có thể sống với u gan, u máu gan có thể đến suốt đời không có ảnh hưởng gì cả. Ngoài ra khi mà nó bự lên như vậy mình phải kiểm tra nếu như kích thước nó có thể ảnh hưởng đến chỗ khác, thì lúc đó mình mới đặt các trường hợp là cần phải mổ hay điều trị đặc hiệu gì không. Còn không thì mình có thể sống suốt đời với nó. Như vậy thì nếu như các bạn phát hiện u máu thì ok, đó là một cái bệnh lý bẩm sinh và có thể lớn lên khi mang thai. Còn ngoài ra thì mình phải sống với nó suốt đời. Các anh chị cứ hoàn toàn yên tâm như vậy. Xin cảm ơn.